Vâng, thì sau đây em cũng test con G5000 gửi cho anh Tuyên ở Nghệ An. Đã chuyển điện 220 cho bác rồi nha. Con này thì mới long lanh gành đào luôn nha, không có điểm trừ nào hết. Là mới tinh, con này em đã bay về, chỉ có một con duy nhất cũng đã lên đường cho bác luôn. Thì đi chơi điện 220 rồi nha. Ba lần nha rồi. Tất cả hoạt động hoàn hảo ấy nha. Cũng dùng G quánh rất là lực các bác. Thì hiện tại là em còn G 5500 và 5700 nha, ở tầm tiền dưới 20. 5500 thì em đang giao bác là các bác là 15 triệu rưỡi, còn 5700 thì 16 triệu rưỡi nha. Bác nào có nhu cầu về những sản phẩm hàng G của Sơn Xuôi thì alo cho em qua hai số điện thoại này nha. 0978 338 142 hay là 0965 770277.